Vâng, xin chào các bạn. Rất vui lại được gặp các bạn trên kênh của Trung tâm Điện tử thuộc địa chỉ là Hữu Thuấn, địa chỉ là Cầu Ràm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Vâng, hôm nay trong một ngày nóng bức, thế nhưng mà theo yêu cầu của rất là nhiều bạn có điện đến cho tôi từ tối hôm trước là đề nghị cửa hàng sẽ test lên một bộ dàn Peeler. Thì hôm nay tôi sẽ làm nhiệm vụ để đáp lại những tấm lòng thành tình của quý khách đã theo dõi kênh của tôi. Thì tôi test một bộ dàn được gọi là lỗi đình đám, đó là một dòng rất khủng, Peeler 990V, vâng, đầu 9, và được ghép thêm hai cục súp cũng Peeler V900 như các bạn quan sát. Trước khi test bộ dàn này thì các bạn đã được nghe âm thanh của nó rất là hay, một bộ dàn Peeler ít khi nó có trên thị trường. Bộ dàn Peeler này nó gồm có 4 thớt và 4 thớt của nó là màu ghi đá. Nhiều bạn gọi là điện đến cho tôi bảo là bác ba test hoặc là bác báo giá cho cái bộ dàn mặt đá. Đó, thì chính nó là bộ Peeler 990V. Loa của nó gồm có 3 đường tiếng như các bạn quan sát. Bát của nó là bát 22, một trung, một tép. Tất cả các đường âm thanh của nó đều bằng giấy như các bạn quan sát. Và đặc biệt bộ này của nó là như các bạn gọi là nhật xịn đấy. Nhiều bạn thì cứ nói đùa bộ hàng nhật xịn. Tức là gì? Điện áp, sử dụng điện áp một cầu 100V chạy trong đất nước của Nhật Bản. Thì hiện nay tôi đang ghép bộ dàn Peeler 990V với lại một đôi súp cũng Peeler V900 như các bạn quan sát đây. Thế trước khi để mà nói về kỹ thuật cái bộ dàn này thì tôi đã test tất cả các thớt chạy rất tốt. Các bạn quan sát, tôi sẽ chỉ từng thớt một này. Dưới cùng đây là thớt cassette, nhiều bạn đọc tiếng Anh là tệp. Tiếp theo nó là thớt đĩa CD. Thì loại dàn này nó chạy được hai loại đĩa, đĩa CD và đĩa MD. Đây. Nếu như bạn ấn bên này thì nó ra cả một cái khay to, tức là nó chạy được đĩa MD. Và nếu như bạn ấn khay này thì nó chỉ ra được cái đĩa con, tức là đĩa CD, phục vụ đĩa CD. Rất là tiện lợi cho các bạn sử dụng. Thì đây các bạn ấn luôn này, bây giờ tôi ấn luôn ra để cho nó ra đĩa CD cho các bạn xem. Tôi minh họa luôn. Đấy, thì nó chỉ ra mỗi khay con, có nghĩa là nó liền một lúc nó sử dụng trên hai phương diện đĩa LD và đĩa CD. Đặc biệt bộ dàn này nó có hệ thống chỉnh equalizer để tạo ra âm thanh rất hay. Thì tôi sẽ hướng dẫn qua các bạn cách chỉnh âm thanh của bộ này như sau. Trước khi muốn chỉnh equalizer cho nó hay, bạn ấn cho tôi về chip flat, tức là về mặc định san bằng tỷ số. Đấy, tức là bây giờ hệ thống đèn báo đã trở về bằng phẳng. Thế bây giờ bạn sẽ ấn vào equalizer, nó đề chữ equalizer đây, nó viết tắt này, control. Rồi. Thì các bạn sẽ ấn một vào nó sẽ đạt biểu tượng nhấp nháy ở vị trí nào. Thì bây giờ tôi sẽ cho nháy ở về vị trí cùng, cuối cùng. Sau đó tôi vặn công năng này lên bên cạnh này. Đây, tôi vặn lên để cho tiếng chắc lên này. Đây, đây là tiếng bát lên, thì xin lỗi các bạn. Đấy. Thì đây là tiếng bát lên này. Và tiếp tục tôi ấn lùi một cái, tôi lại đưa tiếng bát lên. Tôi sẽ chỉnh EQ thành chữ V, nó rất là hay. Đấy. Và tôi ấn kịch về ngoài cùng này. Thì các bạn quan sát tôi đưa tiếng tem. Đấy, các bạn nghe tem lên này. Tôi lùi một cái, được tem này. Lùi cái nữa. Đấy, các bạn thấy không? Giờ giữa này tôi cho thủ xuống mid, tôi cho thủ xuống để cho nó tạo ra độ sâu của âm thanh. Đấy, các bạn nghe rất hay. Hay các bạn, dàn đèn rất là đẹp. Và đặc biệt bộ dàn này, nó cái thớt âm ly này nó sử dụng hát được karaoke. Và đặc biệt đây như các bạn quan sát nhá, là nó có echo. Đây. Echo level, tức là tạo độ vang level cho mic. Đây, tôi thử luôn cho các bạn xem. Rất hay, nếu một bộ dàn như này thì ít khi các bạn gặp. Nếu như các bạn có thể hát karaoke được. Alo 1 2. Đây, tôi có thể cho tăng to tí nữa. Đấy. Các bạn thấy không? Alo 1 2 3 4 alo. Và đây là tôi chưa chạy vào súp các bạn nhá. Tôi đồng alo bộ dàn không. Alo 1 2 3 4. Rất là hay các bạn ạ. Vâng. Như vậy một chức năng của bộ dàn, nếu như bạn nào mua về và kèm hai quả súp như này nữa, là các bạn cùng một chiếc micro các bạn có thể hát karaoke rất vui trong gia đình được. Thế bây giờ tôi về đằng sau, tôi có thể quay và nói qua về cái thông số kỹ thuật của nó như sau. Bộ dàn này, đấy, bộ dàn này tổng số công suất loa của nó là mỗi một loa
là 100W này các bạn nhìn nhá, một loa là 100W. Như vậy hai loa của nó là tổng công suất bộ dàn này bằng 200W. Và ngay ở vị trí ampli đây, nó sẽ ghi công suất đây các bạn đọc đây. Nó ghi rất chính xác, thằng Nhật nó làm không có để nào nó cãi nó được. Hai loa của nó 200W thì cái thất âm ly của nó đây các bạn có ra này, đây nó mờ rất khó đọc, nó tối. Thì nó lại là 180W các bạn ạ. Đấy, điện 100V 180W, 180W. Đó các bạn nhìn nhá. Ngoài kết nối từ đầu đĩa băng cassette xuống thì các bạn đi một đường tín hiệu ngoại lai vào. Đây, tôi đang đi ở trên một chiếc TV smartphone, hoặc các bạn có thể cắm điện thoại vào đây để các bạn nghe nhạc, ca nhạc. Thì đây, hiện nay tôi đang nghe ca nhạc rồi. Này. Và bây giờ tôi sẽ đưa trầm lên cho các bạn nghe này. Đóng trầm này. Một quả này. Rất uy lực, các bạn đeo tai nghe vào nghe uy lực. Đóng tiếp quả bên này. Lên này. Đấy các bạn nghe không? Nếu như bạn nào muốn thưởng thức chất liệu âm thanh của bộ này thì các bạn luôn có thể lên đeo tai nghe vào để nghe cho chính xác. Một bộ dàn cực kỳ là mới luôn các bạn ạ. Nó mới đến không còn lỗi tả nữa đây. Tôi sẽ quay gần chi tiết cho các bạn xem này. Nó mới này. Đây. Hai thước dưới cùng, mặt đá rất là đẹp bạn này. Đấy, không sắt sát, không chảy. Và nó có cái tem cờ của nó đây. Các bạn nhìn thấy bộ dàn nó có những cái tem cờ, nó còn nguyên quảng cáo 1600W đây này. Đấy, series D cửa A cửa B này. Nguyên tem cờ. Đây là ampli này, quắc vẫn rất sáng. Hiện nay tôi đang chạy theo thiết kế của đồng Violo. Và trên đây là thất equalizer, các bạn trông nó ngoáy, nó nháy rất là đẹp. À. Vâng, và như vậy là các bạn đã được thưởng thức âm thanh này và được xem hình thức của một bộ dàn tôi phối ghép giữa bộ Peeler 990V với một đôi loa súp, đôi loa trầm Peeler 900W, thì các bạn đã được nghe âm thanh và những cái hình ảnh của nó rồi. Thế và tiện đây tôi sẽ báo giá công khai bộ dàn này để các bạn lắm tham khảo và cân đối tình hình kinh tế để có thể là sở hữu bộ dàn này. Riêng về bộ dàn này tôi bán tại, nếu như không có súp thì các bạn nên nhớ rằng tôi bán với cái giá là 9.500.000 đồng. Và súp thì nếu bạn nào mua cả đôi thì là 5.600.000 đồng một đôi. Còn nếu bạn nào mua lẻ một quả thì đồng nghĩa việc bạn phải chịu đắt lên 2.900.000 đến 3.000.000 một quả. Thì ngoài một bộ dàn này ra và những quả súp ghép phối đây thì các bạn quan sát đây này, ở phía đằng sau của tôi còn trồng lên rất là nhiều súp cơ lơ. Đấy, lần này của tôi về nhiều súp cơ lơ này, như các bạn quan sát. Đấy, rất là hay, nhiều súp. Vâng, thế thì ngoài một bộ dàn Peeler và hệ thống súp Peeler ra thì các bạn quan sát trên cửa hàng chúng tôi còn cực kỳ là nhiều các loại dàn. Mà ở trong nguyên trang của tôi vẫn cứ nói là mênh mông biển sở đây, như các bạn quan sát này, quá nhiều luôn. Thế bây giờ tôi đi ra đằng sau tôi quan sát, tôi quay cho bạn. Trước hết tôi quay hệ thống súp này. Đây là hệ thống súp dành cho Peeler các bạn nhá. Quả súp rất đẹp, quả nào cũng mới. Đấy. Và khi súp các bạn cắm điện lên rồi thì cái chữ Peeler nó sáng lên, nó đẹp và đèn nó nháy như vừa nãy tôi quay ở bộ dàn này, rất đẹp à. Thế còn các bạn đừng nhầm sang với súp này. Súp này thì nó lại là súp của Kenwood, nó là súp pháo đây, súp pháo rất nhiều, súp pháo, súp sên. Đấy. Sò kìa, tôi chỉ cho các bạn rất là nhiều. Nhưng thôi, một clip này tôi chỉ báo giá cho các bạn biết là bộ dàn và loa. Nếu bạn nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ ngay với tôi qua số điện thoại 0982760098 và 0936808363. Ngoài được những bộ dàn này ra, tôi sẽ ngày mai tôi sẽ làm một clip tôi báo giá toàn bộ hệ thống dàn âm thanh đang có trên cửa hàng đây để các bạn làm được. Ngày mai các bạn sẽ đón xem cái clip của ngày mai, là sẽ vào buổi chiều tối hoặc chấp là sáng ngày kia, vì ở đây đôi khi tôi cũng rất mắc bận khách, là thường thường là có thể lại khách đến đột xuất, cho nên là cũng không có thể nào mà đáp ứng được với bạn, thì có thể là đến ngày kia. Thì các bạn như quan sát này, nào là lời S99 tôi còn rất nhiều này, A97 đây, hàng vài chục bộ. Cũng nói qua luôn lời S99 hiện nay tôi đang có 5 bộ báo giá cho các bạn, nó cũng từ 30 đến 35 triệu. A97 hiện nay tôi cũng có gần 20 bộ thì báo giá cho các bạn từ 17 triệu đến 19 triệu 500. Và các loại dàn khác như A85 thì nó là một rừng này. Đây các bạn, A85 tôi nói đâu là tôi chỉ luôn đấy. Thế và tí nữa tôi vào tôi trong kho tôi quay cho các bạn thì nó là quá nhiều. A85 tôi báo cho các bạn từ 9 triệu rưỡi mà đến 10 triệu 500 một bộ, tùy theo bộ đẹp bộ xấu.
Ngoài ra các bạn, đây tôi quay cho các bạn xem rất là nhiều dàn, đủ các loại, không thiếu một chủng loại gì. Thế thì các bạn, một là kết nối số điện thoại, hai là các bạn có thể là sử dụng Zalo, Facebook để các bạn kết nối với tôi. Tôi sẽ trả lời các bạn, bởi vì trong một clip như này tôi sẽ không báo giá được hết tất cả các loại dàn cho bạn. Và đồng thời tôi chỉ báo giá cho các bạn nào đấy đã gọi điện lên đây, tôi ưu tiên nhất là tôi báo giá cho các bạn những dòng loa bãi của Nhật, Anh, Đức, Mỹ, Pháp mà các bạn gọi là cao cấp hơn dàn ấy, thì đây tôi báo luôn. Ngay tại vị trí này tôi đang quay cho các bạn, đây là những đôi loa Onkyo D77 FX. Vâng, loại này thì nó màu gỗ rất là đẹp và mạ cái vành của nó đây. À, cái vành của nó là vành inox rất là đẹp và nó nặng, loa này nó nặng tới gần 40 cân một thùng, công suất của nó 260W một đôi. Và đồng thời xin lỗi các bạn, công suất của nó gần 400W một đôi. Và đồng thời báo giá luôn là loại này nó có trên 10 triệu đồng một đôi thôi. Nó sử dụng một bát carbon da chăn, một chung carbon da chăn và một tép kèn. À, các bạn quan sát rất là đẹp, hình thức loa này rất đẹp và âm thanh nó rất là hay. Tiếp theo sang bên đây tôi quay cho các bạn những cái dòng loa cao cấp hơn nữa. Đó là dòng loa Peeler 180 ba la mã. 180 ba la mã này nó sử dụng bát của nó là 38,75, thế nhưng tôi cứ gọi chẵn là 40, một bát, một chung, một tép. Bát là carbon vằn, chung là đôm và tép của nó sử dụng tép điện. Và trên mỗi một loa nó lại có một cái nút để chỉnh mid và tép riêng để tạo ra âm sắc tiếng ca sĩ, lời và tiếng tép. Và báo giá cho các bạn hai đôi này nó có giá từ 18 triệu đến 20 triệu. Vì nó có hai đôi tôi không biết báo đôi nào đẹp, đôi nào xấu, tôi cứ báo chung. Thế bạn nào đến đây thì tôi sẽ chọn đôi nào đẹp và đôi xấu ra, nó sẽ ra tiền. Tiếp theo sang bên đây tôi báo cho các bạn dòng loa đây. Đây là những dòng loa Diatone, cũng dòng D77. Loại này thì 77HFX và màu đen. Bát của nó bát 32. Gông loa của nó cũng bằng mạ inox hết, nên các bạn quan sát này, rất sáng đẹp. Bát của nó bát carbon da chăn, chung đôm, tép đôm. Và loại này nó cũng rất là nặng, nó gần 40 cân một thùng, cho nên là công suất thì rất là khỏe, 260W một thùng. Báo giá cho các bạn cũng trên 10 triệu đồng một đôi. Tiếp theo sang bên này tôi báo cho các bạn, đây là một đôi Canvas. Canvas này là LS990A, class A. Vâng, loại này bát 32, bát carbon da chăn, chung đôm, tép đôm và cũng có hai vi chỉnh ở trên cái lúm loa này, à, ở trên loa, mid và tép. Vâng. Hình thức rất là đẹp. Duy nhất loại này nó chỉ có một đôi, nó mới đẹp như này, tôi báo giá cho các bạn 12 triệu đồng đôi này để cho các bạn nắm được giá luôn. Thế còn đây, bên cạnh là đôi Diatone. Vâng, đôi Diatone này DS501. DS501 thì các bạn biết rồi, nó cực kỳ là hay bởi vì bát của nó rất mềm. Tại sao bát mềm? Bởi vì bát của nó là giấy bột lẹn này các bạn này. Đấy, giấy bột lẹn. Đấy. Trung đôm, tép đôm, rất là mềm tiếng và cũng có vi xử lý, vi chỉnh ở trên loa, mid và tép. Bát của nó là bát 32. Đấy, như các bạn quan sát, loại này nó rất nặng, loại này nó tới hơn 40kg một thùng. Vâng, và cũng có một đôi lên báo giá cho các bạn chắc chắn luôn, nó là đẹp như mới như thế này thì nó chỉ có giá 12.800.000 đồng. Tiếp theo sang đây tôi báo giá cho các bạn những dòng loa, như các bạn nhìn thế này là các bạn đã biết là loa gì rồi. Đây nó là đặc trưng của dòng loa Mỹ, tức là loa của nó gọi là viền đỏ. Đấy, tức là gân đỏ là biểu thị đặc trưng của loa Sequin Vega là của Mỹ. Thì bên đây tôi quay cho các bạn, đây là đôi Vega Sequin Vega LS15. LS15 nó sở hữu bát 40, một chung giấy, một tép đôm. Vâng, loại này thì nó cực kỳ là hay rồi. Và báo giá cho các bạn, vì cũng có một đôi, tôi báo giá các bạn nó mới, nó đẹp như này, báo giá chính xác cho các bạn là 26.500.000. Tiếp theo sang bên đôi này là đôi Sequin Vega VS120. VS120 thì các bạn quan sát biết là vỏ của nó bằng gỗ, màu gỗ. Và ba loa thì một loa bát là bát 30, một chung đôm, xin lỗi các bạn, một chung giấy, một tép đôm, như các bạn quan sát này. Đấy. Tôi chỉ từng thứ một cho các bạn, rất là hay. Vâng. Thì loại này nó có giá là 18.500.000 đồng đôi này. Các bạn quan sát hai đôi của tôi nó gần như mới đập hộp. Đấy. Ngoài ra thì còn rất nhiều những cái loại loa trung bình tấn thì thôi, trong clip này tôi sẽ không quay cho các bạn nữa, sẽ dành clip sau. Bởi vì tôi muốn nói rằng tất cả những dòng loa vừa rồi tôi sẽ ghép phối cho các bạn những dòng loa vào dòng âm đi như sau. Ví dụ như đây là dòng
âm ly Peeler D8T. Vâng, loại này của nó là âm ly 5 đường tiếng. Bạn có thể sử dụng xem phim cũng được, nghe nhạc cũng được. Hoặc có thể các bạn dùng những dòng Sansui D607X là cái loại có hồi gỗ. Đấy, hoặc cao cấp hơn các bạn có thể dùng 607 đời XR. Vâng, loại này thì nó công suất của nó là trên 200W và nó màu gold rất là đẹp. Hai đôi này thì nó một con có giá dưới 10 triệu nhưng một con lại trên 10 triệu, tức là con đẹp của nó là tới 14 triệu các bạn ạ. Thế còn cái con xấu xấu thì nó rơi vào khoảng 9 triệu 8. Thế tại sao tôi báo như thế? Bởi vì là các bạn đến đây thì tôi sẽ chỉ con đẹp con xấu, và tại sao nó mất nhau nhiều thế thì cái đó tôi lại sẽ giải thích cho các bạn sau. Tiếp theo ở phía dưới này tôi quay cho các bạn những dòng Sansui, ví dụ như đây là Sansui 607 triệu alpha thì nó là mặt gương, loại này của nó giá trên 9 triệu đồng. Tiếp theo ở dưới là Sansui 701. Đấy, con 701 này cũng có giá trên 9 triệu đồng. Dưới cùng thì nó lại là dòng Polo 707i, loại này rất khỏe và công suất rất hay, thì tiếng rất hay, thì loại đấy nó trên 10 triệu đồng. Sang dòng loại trắng là các bạn có thể quan sát trên, đầu tiên là con Polo 7825 mã, các bạn gọi mắc đôi, búc vàng, nguồn vàng. Loại này có giá báo giá luôn cho các bạn 13 triệu, nó mới rất đẹp. Dưới thì nó là Polo 7800, nó giống như thế nhưng nó là 7800 trơn. Vâng, loại 7800 trơn thì hiện nay tôi đang có một con thôi. Thế là một con này thì báo giá cho các bạn, vì con này nó cũng không được chất lượng, nó không cao. Thế nó chỉ có giá là gần 8 triệu đồng. Còn xin lỗi các bạn là âm ly Peeler 7825 mã hiện nay tôi đang có hai con đấy. Thì tôi báo cho bạn là con bụng vàng và nguồn vàng, thế còn con nào mà bụng đen, nguồn đen đấy, thì nó lại có giá khác đi. Nó chỉ là 11 triệu. Tiếp theo tôi báo cho các bạn đây là cả một bộ giày bao. Và bộ giày bao này nó là Peeler 150 hai là mã, vâng, nó gồm có hai thớt, rất là đẹp, công suất của nó 115W. Vâng, cả bộ này nó chỉ có 11 triệu, rất là hay, hai thớt. Dưới cùng là các bạn xem những con Peeler 7700 thì nó dùng để chơi vào những dòng loa bass từ 25 đổ xuống. Vâng, loại này nó cũng rất là hay, nó giống như 7900 và báo giá cho các bạn là loại này nó trên 5 triệu đồng. Tiếp theo sang bên đây các bạn có thể sử dụng những dòng âm ly cao cấp, đó là âm ly vỏ gỗ đây. Đây là dòng Sansui T6. Vâng, loại này là âm ly nó vỏ gỗ rất là đẹp. Con này thời thượng, nếu như bạn nào mà dùng những dòng loa to ấy thì nên dùng âm ly này. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng những con đề lông cao cấp hơn. Ví dụ như trên này các bạn có thể dùng con đề lông 580. Loại này nó có đường giải mã optical. Hoặc các bạn có thể dùng con cao cấp hơn, đó là 8900. Xin lỗi các bạn, con này không phải, con này là 7800. Vâng. 8900 thì con bên kia màu gold. 890 màu gold. Như vậy là những dòng âm ly và những dòng loa này tôi đã quay xong cho các bạn. Thì tôi báo như vậy, nếu như trong một clip không thể báo chính xác được, có điều gì thì các bạn lại tiếp tục comment, hoặc là các bạn có thể gọi vào Zalo hoặc điện thoại để tôi chỉnh sửa sau. Trong một clip thì tôi cũng không thể hoàn toàn là nói chính xác cho các bạn được. Tôi chỉ biết rằng hôm nay tôi test một bộ dàn để cho đông đảo các bạn khách hàng yêu cầu test lên để cho các bạn chiêm ngưỡng thì tôi đã làm xong. Và đồng thời đến bây giờ thì tôi trở lại phòng dàn và tôi quay lại cho các bạn xem là tôi thông báo là dàn của tôi còn cực kỳ là nhiều. Ngày mai đã hứa với các bạn, ngày mai là tôi sẽ làm một clip đấy, cụ thể báo giá từng loại. Thì đến bây giờ trước khi kết thúc clip là cũng là lúc chia tay các bạn, thì tôi không quên cảm ơn tất cả các bạn liên tục đồng hành ủng hộ theo dõi kênh của chúng tôi một cách thường xuyên liên tục, đồng thời cũng có lời cảm ơn sâu sắc từ